thuốc trị cỏ và diệt hạt mầm cỏ sử dụng cho các loại bắp ngô nhé. Bắp thường, bắp biến đổi gen, bắp ngô nếp. Cứ cây bắp ngô là các anh chị sẽ sử dụng được nhé. Phun trúng lá ngô mía cũng không có ảnh hưởng gì đến cây cô chú anh chị em nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Hôm nay em lại tiếp tục gửi hàng cho nhà chị Hương ở Đà Nẵng mang về để sử dụng phun xịt cho cây bắp ngô nhé. Cái thuốc này thì nó sẽ chỉ có thể là sử dụng để phun xịt cho cây bắp ngô và cây mía thôi cô chú anh chị em nhé. Nó sẽ giúp cô chú anh chị em tiết kiệm rất rất là nhiều cái công làm cỏ trên ruộng bắp ngô và ruộng mía. Một chai 450ml này thì các anh chị sẽ pha được khoảng chừng là 90 lít nước, là bằng với hơn 4 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Với bắp ngô thì các anh chị sẽ phun khi cỏ non và khi đất ẩm, kể cả mía cũng vậy nhé. Và khi mà cái cây bắp cây mía mình nó mọc lên cao được khoảng tầm 10cm trở lên thì mà thấy có cỏ là các anh chị có thể là tiến hành phun xịt luôn nhé. Phun cỏ còn nhỏ thì hiệu quả diệt trừ của nó càng mạnh càng cao, và nó còn có thêm tác dụng nữa là nó sẽ diệt được cả hạt mầm cỏ ở dưới đất nữa nhé. Để cho thuốc có hiệu quả cao thì các anh chị phun xịt cái lúc cỏ non và lúc đất ẩm, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và cái này thì nó có tiếp xúc trúng cái lá cây mía hoặc cây bắp ngô thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái cây bắp ngô của mình nhé. Và nó tiêu diệt hầu như là tất cả các loại cỏ và những cái loại hạt cỏ từ hạt của những các loại cây cỏ khác đấy nhé. Thế nên là cái lượt cỏ mọc lại sau khi sử dụng thuốc này thì rất là lâu, rất là chậm nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm như là cái cỏ trừ cỏ bắp ngô, trừ cỏ mía này thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình nhé. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo cô chú anh chị em nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác đấy nhé.